Bão hải quỷ hai lần đổ bộ vào Trung Quốc sau khi tấn công Đài Loan khiến hơn 100 người bị thương do mưa lớn ngày 5 tháng 9. Hai UFO liên tiếp xuất hiện ở Tây Nam, Thượng Hải ngày 1 tháng 9. Lũ lụt ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ. Lũ lụt ở nhiều khu vực ở Tây Ban Nha. Lũ lụt ở San Miguel Petapa, Guatemala ngày 3 tháng 9. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Bão hải quỷ hai lần đổ bộ vào đất liền khiến hơn 100 người bị thương do mưa lớn. Thưa quý vị, sau khi cơn bão hải quỷ hai lần đổ bộ vào làm hàng trăm người bị thương ở Đài Loan, dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào ngày 5. Chiều ngày 4, Phúc Kiến và Quảng Đông đã bắt đầu có mưa, ngày 5 sẽ có mưa lớn. Sáng sớm ngày 4, hải quỷ rời Đài Loan. Dữ liệu chính thức cho thấy tổng cộng 116 người bị thương trong cơn bão trên khắp Đài Loan. Một số đường, cầu bị sập, cây lớn, biển quảng cáo bị gió thổi đổ, nhà cửa bị hư hại nhiều nơi, trong đó có Cao Hùng bị thiệt hại nặng nề nhất, tiếp theo là Đài Đông. Thi thể của một người đàn ông cũng được tìm thấy ở Đài Đông vào ngày hôm đó và nhà chức trách đang xác nhận nguyên nhân cái chết có liên quan đến cơn bão hay không. Vào sáng sớm hôm nay, bão Saola vừa rời khỏi Đài Loan. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đại lục dự đoán rằng hải quỷ bị hạ cấp thành bão nhiệt đới nghiêm trọng sẽ đổ bộ từ Trương Phố, Phúc Kiến đến Huệ Lai, Quảng Đông. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão hải quỷ, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hứng chịu mưa lớn. Sáng sớm ngày 5 tháng 9, một số xe cứu hộ bị lũ cuốn trôi, 5 lính cứu hỏa bị mất liên lạc. Video được cư dân mạng địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Phúc Châu bị lũ lụt nghiêm trọng, toàn bộ thành phố ngập trong nước, đường phố biến thành sông và nhiều phương tiện trên đường chìm trong nước. Một số người đi bộ đang lội dưới nước để tìm kiếm khu vực an toàn nhưng nước đã bị ngập đến thắt lưng. Đoạn video cho thấy một bãi đậu xe ngầm ở Phúc Châu bị ngập, xe cộ bị tắc nghẽn lối đi, nước tràn vào mặt đất. Một số chủ xe đứng dưới nước tỏ ra lo lắng, mực nước sẽ tiếp tục dâng cao. Ngoài ra còn có hình ảnh cho thấy các phương tiện trên đường bị ngập nước. Một chiếc ô tô màu trắng đang từ từ tiến về phía trước trông như đang bơi. Chỉ nhìn thấy nóc xe, toàn bộ chiếc xe gần như chìm hoàn toàn trong nước. Một số cư dân mạng thốt lên, đây là loại xe gì vậy? Chất lượng tốt quá. Toàn bộ thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến sẽ có nguy cơ ngập lụt. Hai UFO liên tiếp xuất hiện ở Tây Nam Thượng Hải. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 9, UFO xuất hiện ở Thượng Hải và Tây Nam. Các nhân chứng ở Thượng Hải cho biết vật thể lạ rơi trên bầu trời và có màu đỏ như đang bốc cháy. Ngày hôm đó, bầu trời ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải có màu hồng kỳ lạ. Nhiều người dân chụp ảnh được UFO rơi xuống kéo theo một cột khói đỏ. Ông Lee, nhân chứng, cho biết nó đang ở trạng thái rơi chứ không giống như một chiếc máy bay. Màu sắc rõ ràng rất sáng và đỏ như thể đang bốc cháy. Cư dân mạng Thượng Hải Insomnia Army đã đăng một bức ảnh về UFO trên Weibo nói rằng tôi đã nhìn thấy nó rơi thẳng đứng từ trên sân thượng xuống. Vào lúc 2 giờ 21 phút sáng cùng ngày, một vật thể không xác định khác cũng rơi xuống đài thiên văn Thất Tinh Đài ở Tây Nam, tỉnh Sơn Đông và được camera giám sát sau băng ghi lại. Video giám sát cho thấy vật thể này có màu đen kỳ lạ. Sau khi bay lên đến một độ cao nhất định, nó đột nhiên quay ngoắt 90 độ trong không trung rồi nhanh chóng rơi xuống đất, di chuyển nhẹ trên đường rồi tiếp tục di chuyển. Khi vật thể rơi xuống, một làn khói đen bốc lên từ đuôi của nó. Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên đài quan sát đã lên núi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của vật thể rơi. UFO bị rơi ở Thượng Hải và Tây Nam cùng ngày gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Nó rất giống cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nơi người ngoài hành tinh đang tấn công. Những điều kỳ lạ thực sự đã xảy ra ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Có người nói, ở đây tiên tộc nào đang gặp nạn? Phượng Hoàng là người sao?
Lũ lụt ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 9, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở Banyan, Kayseri, dòng nước hỗn loạn trộn đầy bùn lầy cuốn trôi các phương tiện. Mưa lớn cũng gây ngập lụt và lở đất ở Samsun. Đường phố, nhà cửa và nhiều nơi làm việc bị ngập lụt. Tổng cục trưởng khí tượng và AFAD đã đưa ra cảnh báo mưa cho khu vực Biển Đen. Lũ lụt ở Zimbabwe, Petapa, Guatemala ngày 3 tháng 9. Thưa quý vị, mưa lớn gây tình trạng nước sông dâng cao và xảy ra hiện tượng sông Platanitos tràn bờ, dẫn đến lũ lụt ở Zimbabwe, Petapa. Video cho thấy một số ngôi nhà dọc bờ sông bị sập, các mảnh vụn khác rơi xuống sông. Lũ lụt ở nhiều khu vực ở Tây Ban Nha. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 9, xảy ra bão và mưa lớn, gây lũ lụt nhiều nơi ở Tây Ban Nha, nhà cửa bị ngập. Nhiều tuyến đường bị chìm trong nước, dòng nước mạnh cuốn trôi nhiều phương tiện. Nhiều tuyến tàu phải tạm dừng. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm Nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.